Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về một ông chú có một bảo bối bằng vàng. Câu chuyện về vuốt bạc của quỷ, trong đó chú ta có được khả năng trẻ hóa nhưng không biết rằng cái giá phải trả là hơi cao. Người ta nói rằng vào năm 1536, một nhà giả kim vô danh đã sử dụng thân phận là một thợ đồng hồ để bí mật nghiên cứu thiết bị có thể khiến con người trẻ lại. Cuối cùng, một vật có tên là Chronos đã bị hắn lấy ra. Thời gian đến đầu thế kỷ 20, nhà giả kim sống gần 400 khuôn mặt đã chết trong vụ sập tòa nhà. Ngực ông ta bị gỗ đâm thủng, ông ta vẫn đang nói về đại thiên thần. Sau đó, dinh thự của ông và các vật dụng trong đó đều được bán đấu giá công khai. Chỉ có chiếc vuốt bạc bí ẩn của quỷ không được nhắc đến trong danh sách. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục năm đã trôi qua, ông chú tóc trắng này là nhân vật chính trong câu chuyện. Chú sống trong một ngôi nhà sang trọng với người vợ trẻ và cháu gái. Ngày nào chú cũng đi ra ngoài cùng cháu gái, hóa ra chú kinh doanh một cửa hàng đồ cổ. Lúc rảnh rỗi chú thường chơi lò cò với cháu gái. Vào ngày này không lâu sau khi mở cửa, cửa hàng đã chào đón khách hàng đầu tiên. Người này dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhìn chỗ này chỗ kia. Chú tóc trắng, người đã kinh doanh hàng chục năm, luôn chú ý đến nhất cử nhất động của người đàn ông này. Người đàn ông có vẻ căng thẳng và vội vàng rời đi. Chú tóc trắng đến trước bức tượng mà anh ta nhìn lần cuối. Đây chỉ là một món đồ cổ bình thường, một con mắt của bức tượng đã bị hỏng. Hai ông cháu không quan tâm đến vấn đề này, đang chơi trò chơi ghép hình trên bàn mà không nhận thấy những con rắn đang trèo ra khỏi lỗ trên bức tượng. Để cháu gái không sợ hãi lần nữa, chú tóc trắng bắt tay vào dọn dẹp. Sau một thời gian gõ, chú cảm thấy rằng phần đế của bức tượng có vẻ trống rỗng. Chú tóc trắng dứt khoát cậy phần đế, phát hiện dưới đó có một tấm vải cũ. Lấy ra cẩn thận, hóa ra có thứ gì đó bằng vàng được tấm vải cũ bọc lại. Hai người nhìn nhau cười, thứ này thoạt nhìn rất có giá trị. Chú tóc trắng nhìn ra cửa, người đàn ông bí ẩn đi quanh trong cửa hàng đang gọi điện thoại. Thì ra người thực sự quan tâm đến bức tượng lại chính là anh tóc xoăn đang nghe điện thoại. Chú của anh ta sắp chết vì nhiều loại bệnh, nếu không nhiều chút của cải thì cò đầu mộ đã cao tới 2 thước. Người chú sắp chết biết rằng vuốt bạc của ác quỷ được cất giữ trong một bức tượng thiên thần. Vì vậy hàng chục năm trời nhờ anh tóc xoăn tìm người đi tìm khắp nơi nhưng tiếc là không tìm được gì. Và lần này, chính bức tượng của chú tóc trắng đã lọt vào mắt của họ. Chẳng mấy chốc, anh tóc xoăn đến cửa hàng của chú tóc trắng, giả vờ bình thường. Thậm chí không cần trả giá, anh đã sẵn sàng mua bức tượng thiên thần. Anh ta không biết rằng vuốt bạc của quỷ mà anh ta đang tìm kiếm là thứ mà chú tóc trắng đã vô tình phát hiện ra. Nhìn thấy chú tóc trắng cẩn thận lau sạch bụi, sau đó cầm nó trở lại trong lòng bàn tay, cố gắng vặn xoắn luật bên trong, nhưng lúc đầu dường như không có phản hồi, nhưng một lúc sau, một thứ gì đó giống như móng vuốt thỏ từ bên trong thò ra. Trong giây tiếp theo, nó bám chặt lòng bàn tay chú tóc trắng, máu liền chảy ròng ròng. Nỗi đau quá lớn khiến chú nhanh chóng bỏ nó xuống. Sau khi về nhà, chú không nói cho vợ biết sự việc, chỉ nói là bị mảnh kính vỡ đâm vào. Người vợ lôi ra một thứ giống như một chiếc gai bụi vàng từ trong đó khiến hai ông cháu trở nên căng thẳng không thể giải thích được. Vào ban đêm, sự thèm ăn của chú tóc trắng bắt đầu tăng lên, chú đã uống hết nước trong tủ lạnh. Chú thậm chí nhìn đĩa thịt sống bên trong và nuốt nước bọt. Chú đã cố gắng bình tĩnh lại bằng cách thổi gió lạnh, nhưng vô ích. Yếu ớt nghĩ đến bảo bối dưới gầm giường, lại để cho mũi nhọn đâm vào lòng bàn tay. Chú mồ hôi nhễ nhại đau đớn, lúc này pháp tắc chuyển động xong. Cảm giác sung sướng chưa từng có, và cảnh tượng này đều bị đứa cháu gái trên lầu nhìn thấy. Sáng sớm hôm sau, chú tóc trắng nhìn mình trong gương như trẻ yêu. Vẻ ngoài rạng rỡ của chú khiến vợ ngẩn ngơ. Rõ ràng, cặp đôi rất hài lòng với sự thay đổi này. Khi đến cửa hàng đồ cổ, chú tóc trắng phát hiện ổ khóa trên cửa đã bị phá. Sau khi mở cửa hàng lộn xộn, mọi thứ đều bị đập phá thành một đống hỗn độn. Một tấm danh thiếp trên bàn cho thấy chính anh tóc xoăn đã đem người tới đây làm loạn. Chú tóc trắng ngay lập tức nhận ra rằng có lẽ anh ta đang chú ý đến vuốt bạc của quỷ. Ngay sau đó, anh tóc xoăn đã đưa chú đến gặp người chú sắp chết của mình. Khi đó, người chú sắp chết đã lấy cuốn sổ của nhà giả kim ra. Bên trong ghi lại, một con bọ đặc biệt bị mắc kẹt trong móng vuốt bạc của ác quỷ. Sau khi hút máu người, nó sẽ giải phóng ra loại năng lượng có thể khiến con người sống lại. Lý do khiến người chú sắp chết vô cùng muốn có được nó chỉ là dùng nó để tiếp tục mạng sống của mình. Sau khi biết chú tóc trắng đã sử dụng nó, chú ta đã rất sốc và nhanh chóng đuổi chú ấy ngoài. Chú ta không biết rằng thứ trong hộp không phải là một chiếc vuốt bạc của quỷ mà là 2 ổ khóa. Sau khi trở về nhà, chú tóc trắng kinh hoàng khi thấy thứ giấu dưới gầm giường đã bị mất tích. Lo sợ cháu gái gặp chuyện ngoài ý muốn, ông vội vàng tìm đến phòng thiện ích và ông đã tìm thấy cô bé ở đây. Chỉ vài lời nói với đứa cháu gái chưa biết gì về thế gian, chủ động giao lại móng vuốt bạc của quỷ mà cô bé đã cất giấu. Kể từ đó, chú tóc trắng bắt đầu say mê sử dụng vuốt bạc của quỷ và hiến máu của mình từ lúc nào không hay. Cơ thể dường như đã bắt đầu xuất hiện một số bất thường. Ở vũ hội, chú tóc trắng tìm lại được tuổi thanh xuân và cùng với vợ mình dường như đã tìm lại được đam mê ngày xưa. Nó cũng là một bộ để mang thức ăn cho chó. Lúc này, một người ở bàn bên cạnh đột nhiên bị bệnh và bắt đầu nôn ra máu. Chú tóc trắng đột nhiên trở nên khó chịu, mùi máu khiến chú kích động không thể giải thích được và đi theo người đàn ông đến tận nhà vệ sinh trên lầu. Thậm chí sau khi người bên kia rời đi, chú bắt đầu liếm những vết máu trên thềm phòng vệ sinh. Lúc này, một người bước ra khỏi nhà vệ sinh, chú tóc trắng vội vàng dừng hành vi kỳ quái này. Kết quả là chú bị người đàn ông mắng té tát và đã lau sạch máu. Chú tóc trắng một mặt xoay tròn lợi dụng người khác rời đi, trên mặt đất ngay cả một giọt cũng không buông tha. Khi chú đang đắm chìm trong đó, một người đàn ông bước đến và đá chú ngất xỉu. Hóa ra là anh tóc xoăn, anh lái xe đưa chú tóc trắng bất tỉnh xuống một vách đá và cho chú ta uống rất nhiều rượu. Trên thực tế, anh tóc xoăn vẫn chưa biết chú mình đang tìm gì và có ý định gì. Sau khi chú tóc trắng nói sự thật, anh tóc xoăn đã bật cười không thể giải thích được. Anh luôn bị chú của mình coi như một con chó và anh luôn không hài lòng với người chú sắp chết của mình. Thật không ngờ, một người sắp chết vẫn đang nghĩ đến việc kéo dài tuổi thọ và trường sinh bất tử. Anh tóc xoăn đang chờ nhận tài sản thừa kế chắc chắn không muốn chú của mình làm ra điều đó. Dù sao thì vị trí vuốt bạc của quỷ không thể tìm được từ chú tóc trắng.
Vậy thì hãy để bí mật này được niêm phong mãi mãi. Sau khi giơ nắm tay lên để đánh chú tóc trắng một cú choáng váng, anh tóc xoăn đưa chú tóc trắng vào trong xe, rồi đẩy cả người và xe xuống vực. Sau khi kết thúc quá trình, anh ta uống hết phần rượu còn lại và ném xuống cùng nhau. Rõ ràng là chú tóc trắng sẽ chết rồi. Nghĩ rằng kế hoạch đã thành công, anh tóc xoăn nhấc chân nghe bài hát. Giọng nói của người chú gọi anh lớn tiếng phát ra từ hệ thống liên lạc nội bộ. Vừa chửi vừa mặc quần áo, anh tóc xoăn đã đi qua. Trong phút chốc, anh ta bị người chú đang hấp hối dùng nạng đánh đến chảy máu. Anh tóc xoăn cứ tưởng là ông chú kiểm tra sợ để lại sơ hở. Anh ta liên tục biểu hiện rằng anh ta đã làm mọi thứ một cách hoàn hảo. Cảnh sát sẽ nghĩ rằng chú tóc xoăn đã phạm sai lầm sau khi say rượu và ngã xuống vách đá. Thực tế không phải vậy, người chú sắp chết rất tức giận vì anh tóc xoăn đã không chọc thủng tim của chú tóc trắng. Bởi vì hắn ta đã dùng vuốt bạc của quỷ, chỉ cần trái tim không bị đâm thủng, hắn ta có thể sống lại. Người chú sắp chết đập những bức tượng một cách điên cuồng để chút giận. Trong nhà tang lễ, các nhân viên đang sửa hài cốt của chú tóc trắng. Chú ta sẽ được hỏa táng vào ngày hôm sau. Anh tóc xoăn đã đến dự đám tang của chú ta. Nhìn chú tóc trong quan tài không có dấu hiệu phục sinh, anh vui vẻ nhét mẩu giấy kẹo cao su vào túi của chú tóc bạc. Anh không yên tâm, để đề phòng anh ta còn véo mũi chú tóc trắng một lúc. Trong quá trình hỏa táng, do lò hỏa táng luôn bị hỏng nên các nhân viên phải đi sửa chữa. Sau một hồi mày mò, ngọn lửa đã được đốt thành công. Nhân viên thậm chí còn không nhận ra rằng quan tài lúc này đang trống rỗng. Ngay khi chân trước đưa quan tài vào lò đốt, anh tóc xoăn đi vào vòng qua chân sau, tự nhận là bạn của người đã khuất và chỉ đến gặp người đã khuất lần cuối. Nhìn ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt trong lò đốt, anh tóc xoăn mỉm cười hài lòng. Lúc này, chú tóc trắng được hồi sinh thành công từ trong quan tài đã bước ra ngoài. Trong thùng rác, chú tìm thấy một chiếc chăn mục nát để tránh lạnh và nhìn thấy tuyên bố về cái chết của chú trên báo. Trong cơn mưa nặng hạt, chú tóc trắng gọi điện thoại cho vợ, vừa gọi tên đã bị vợ nghĩ nhầm rằng là nhân viên bán hàng nên đã dập máy. Chú tóc trắng chút giận lên điện thoại công cộng và đi bộ về nhà trong cơn mưa nặng hạt. Đứa cháu gái nhỏ nghe thấy tiếng ông nội trong cuộc gọi máy lẻ đã sớm cầm chăn đợi ở cửa nhà, cũng không sợ bộ dạng của ông nội lúc này, vì chú tóc trắng lúc này rất ánh sáng. Cô cháu gái nhỏ cũng chú đáo chuẩn bị giường cho ông nội trong những gian lặt vặt trên nóc nhà. Chú tóc trắng không dám đối mặt với vợ mình bằng bộ dạng này, chỉ có thể chuyển những suy nghĩ của mình đến vợ thành một câu và viết nó ra giấy. Bây giờ chú không nghĩ rằng có bất kỳ điều gì tốt lành khi trở về từ cõi chết, chú chỉ muốn kết thúc mọi thứ càng sớm càng tốt. Để làm rõ những khuất tất, chú tóc trắng và đứa cháu gái nhỏ lẻn vào công ty của người sắp chết. Chỉ bằng cách tìm được cuốn sổ của nhà giả kim năm đó, chú ta mới có thể phá giải được khuất mắt này. Cô cháu gái nhỏ đã thành công tìm được cuốn sổ, chú tóc trắng bắt đầu đọc nội dung dưới ánh đèn mờ ảo. Nhưng người chú sắp chết đã phát hiện ra dấu vết của hai người từ lâu, nói rằng trang quan trọng nhất đã bị chính chú ta xé nát. Và đắc thắng xé bỏ lớp da lở loét trên mặt chú tóc trắng. Nghe nói lớp da mới bên trong đang từ từ phát triển, muốn khôi phục càng sớm càng tốt, phải bổ sung máu tươi của người càng sớm càng tốt. Chú tóc trắng bất lực nhìn vẻ ngoài người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình trong gương. Đây hoàn toàn không phải là điều chú ta muốn, chú ta chỉ muốn thoát khỏi tất cả. Nhưng người chú sắp chết đề xuất rằng ông có thể nói cho chú ta biết phương pháp, nhưng ông ta phải có được vuốt bạc của quỷ trước. Trong lúc tuyệt vọng, chú tóc trắng chỉ có thể làm như vậy và lấy ra bảo bối bằng vàng này. Không ngờ, người chú sắp chết nhân cơ hội, rút dao từ trong nạng ra đâm mạnh vào người chú tóc trắng. Người chú tóc trắng không tránh khỏi đã gục xuống đất. Người chú sắp chết cưỡi lên người chú tóc trắng, cố gắng đâm trực tiếp vào tim chú tóc trắng. May mắn thay, đứa cháu gái nhỏ ở một bên không chịu khuất phục ông ta, tiện tay cầm gậy đánh người chú sắp chết ngã xuống đất. Lúc này, anh tóc xoăn từ trong thang máy đi lên, nhìn người chú sắp chết nằm trên vũng máu. Đó là điều đáng mừng, chỉ cần ông ta chết đi thì anh mới có cơ hội nhận được số tài sản kế thừa khổng lồ. Việc hai ông cháu đập bể kính rồi bỏ chạy thu hút sự chú ý của anh tóc xoăn. Anh ta cầm theo hung khí giết người và đuổi theo đến tận sân thượng. Chú tóc trắng cùng cháu gái lần theo ống thép leo lên bảng quảng cáo cao hơn. Sau khi đảm bảo rằng cháu gái đã leo đến nơi an toàn, cuộc đấu tay đôi giữa hai người ngay lập tức bắt đầu. Lợi dụng lúc anh tóc xoăn mất tập trung, chú tóc trắng ôm anh cùng nhau nhảy xuống. Cô cháu gái nhỏ đã dùng vuốt bạc của quỷ để giải hồi sinh chú tóc trắng một lần nữa. Chú tóc trắng sống lại đã quá chán nản cái cảnh chết đi sống lại này. Nhặt hòn đá bên cạnh, chú đập nát bảo bối trong mắt người khác này. Cuối cùng, chú tóc trắng đã trở về nhà, cùng gia đình lặng lẽ chờ chết. Câu chuyện kết thúc tại đây. Đây là một bộ phim kinh dị hồi hộp được phát hành vào năm 1993. Bộ phim kể về một câu chuyện của quỷ hút máu bi thương với bối cảnh huyền bí. Ông già tốt bụng không chịu bị quỷ giữ điều khiển, thà chết trong đau đớn còn hơn là trở thành quỷ hút máu. Nhìn chung, nó giống một bộ phim ấm áp trong chiếc áo khoác kinh dị hơn, nó thiên về tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Vì tình yêu thương của người thân, những dục vọng xấu xa cuối cùng cũng bị khuất phục. Suy cho cùng, trường sinh bất tử là điều mà bao người phàm trần ao ước, nhưng khát vọng vô tận sẽ khiến con người rơi xuống vực thẳm khủng khiếp. Nếu trên đời có bảo vật như vậy, con người có hại người khác để trường sinh bất lão không? Được rồi, video của ngày hôm nay đến đây là hết. Tôi là Mì Ăn Liền. Hẹn gặp lại mọi người lần sau nhé.